Đấy nhá, các vận động viên chó săn chuẩn bị lên đường anh em nhá. Vận động viên chuẩn bị lên đường đi săn. Đấy. Chào khán giả phát xem nào. Chào đi. Rồi ok, chào khán giả đấy. Chuẩn bị lên đường. Chuẩn bị lên đường, ok. Cũng phải vậy vụt. Rồi, anh em tôi đã chuẩn bị lên đường. Giờ là lên đường thôi. Cái gì gậy kìa? Ở nhà kìa, sắt kìa. Hả? Ôi. Anh em tôi lên đường rồi. Âm thanh ánh sáng thì tiện nghi khắp cả rừng. Ui giời ơi. Thôi đi. Gì? Bác này bác nói phét đấy nhá. Đây là rúi rừng đấy. Rúi rừng anh em nhé. Ây da. Con đấy. Chó con. Các con ngãnh. Chim à? Thôi đi. Thôi. Mẹ nó già mất. Con này còn to hơn con nhỏ cơ. Con thằng to cơ. Không phải ra à? Mẹ. Em bẻ đâu? Còn con nữa ấy. Sợ cắn đấy. Không. Đéo vào lại ra mất đi. Mẹ. Không có làm cái gì để chết. Một em anh em nhá. To phỉnh. Chú ý đâu rồi? Đây. Một em nữa. Ui, chim này nó cắn nát mất. Hai con này bằng nhau nhỉ? Đưa cắn tay ra đấy. Bể rồi. Vẫn hằng lắm. Chim. Bể rồi. Chim. Hàng đỉnh anh em nhé. Bục túi thì đéo nào bục cái này. Chút ra ấy. Ai buộc đi. Dạ mất đấy. Rồi. Đây, bục cái dù thế này thì vượt đâu rồi. Sỏ phát thì dít ra. Thôi. Đánh đấy mà. Rồi. Để đó xong rồi cho vào hộp đó. Một em anh em nhá. Cho vào đi. Lại thêm một em nữa rồi. Tự nhiên đây là làm co ro đây. Thế nào đánh là kỹ thuật gì đấy đấy. Cho vào nhé. À xa đồ đấy. Nó tút đi. Ô con đó kệ đó, kệ nó còn cắn tay thôi. Nó ra đó. Không ra được đâu, chỉ muốn cắn tay thôi. Mới ngửi rồi. Đây, trong này. Đấy. Đang đây ở đây này. Đấy. Đấy. Xong kia rồi. Ê. Ướt này, ướt này. Lông gì đấy. Mất mẹ. Nó chạy sang đây này. Đâu quanh đây này. Bỏ phết đấy. Đấy. Anh kia. Đấy. Đây. Ôi. Tạm. Lại yeah. Được em nữa các bác nhé. Rồi vào bịch. 2-3 cân đấy nhỉ. Được. Rồi. Mũi chai này nhiều ấy, rộng không? Nó khẽ. Cái này vẫn còn đấy.
con bê này. Một con đi găng tay này. Một con xuống đầu dưới này này, ông Hải bể như cặn. Nó to không mày? Đây, phụt tốt tốt. Đạp đạp vườn đấy, anh em này. Bốn nó con cho anh em nhá. Đạp mê ơi. Thế là cậu chết, cậu chết. Cậu chết vẫn rậm mà. Cậu chết. Cậu vẫn chạy đến đây này. Cậu chết được 4 nó còn. Cậu rậm đâu? Bờ, đây đây. Đoạn này có đoạn này rậm, cũng rậm lắm. Không thấy à? Ê, chú ơi đây. Ở đây, ở đây. Anh chơi, cháu, cháu, cháu. Lên, tiếp tục lại cái ruộng dạ này. Bên ngoài cơ mà. Cái đồng dại còn nhiều lốp. Đấy, nó khứ lại đây rồi. Cho nó kể cả thanh đường ấy. Bỏ đi kia đi mà. Ê, chung chung. Đây, 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 mẹ con đây rồi. Mấy con này quay lại. Bỏ đen đi. Nhiều quá, quay lại. Phải bỏ đen đi. Một con. Một con mấy con quay lại. Đó đó. Một con lên kia rồi. Thêm một em nữa. Ừ nhé. Đi. Này, công công công. Cho. Từ nhá, công công công, vừa chung công vừa đáp 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 như này. Ờ. Bắt tay à? Đấy. Ấy, ra xuống. Đuổi phay lắm. Chó đang dồn đấy. Đi, đi. Cao thủ vào lòng anh em nhé. Lại làm chú nữa. Ôi giời, kêu mày cái gì. Đến đấy. Nào chả. Bà Son. Bên trắng à? Đâu, đâu xem nào. Độc lắm ấy. Đi đi đi. Rắn đen trắng anh em nhá. Đi đêm cẩn thận vào đây anh em ơi. Bịp anh em nhá. Béo. Cháu ăn giả cái thế nào. Nghe gù ru gù ấy nhỉ. Rồi. Gù ru. Hàng đỉnh các bác nhá. Đấy, xuống dưới đấy. Con cắn kìa. Mày này đi làm trò đéo nào. Hai con liền nó ngon. Đang mày nhìn con nữa. Đây này, chạy đây rồi. Xuống dưới rồi. Ở đây. Xuống dưới rồi, em nó chờ mày ở đây. Ai kia? Tao đạp đi kìa. Ôi. Thôi đi đi. Em nó vào vợt rồi. Mấy con tí võ. Gáy đi. Bố luôn. Bãi đi. Đấy. Đúng đây, đây. Rồi, bây giờ đi lộn lại anh em nhé. Được cũng khoảng hôm trước thì được 50 cân, còn bây giờ thì chắc được tạ mốt. Làm anh em ăn thì thoải mái. Hôm nay có cả bộ đội nên là cũng đánh mạnh dạn hơn tí. Có năm nữa đây. Ôi. À, tạm tạm. Tạm tay cho hết tạm tạm bây giờ. Ui, to chưa anh em? Quấn lại. Úi giời ơi. Rồi, hàng đỉnh anh em nhé. Úi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Nghe con tụt cả thì kìa, to mất. To. Bể răng nó ăn chắc. Ôi giời. Đừng quay mặt. Úi giời. Đẹp anh em nhé. Làm còn nữa. Cái thương gián gì đó. Từ ra là đau chứ đã đừng rồi bộ. Ui con này cuốn ghê. Thấy chưa? Anh mẻ răng chưa? Ừ. Cái đéo gì đây? Hằng đấy con này. Cái câu ở từ này lúc nữa cái đen này vào. Cho vào túi. Từ rồi mẹ mất. Nào xoay đây nhé. Bao nhiêu con này? Ừ. Vào đây, vào đây. Chân, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại.
Ơi chết. Đặt ra đây xem. Được rồi, được rồi. Đặt này này. Đây rồi. Khóa chân em này lại rồi. Ồ, ẹc à. Lại được tên. Cười cái đéo này, cười vô kém lắm. Đấy, phải vô như thế này. Cả nhà cho theo tay nào. Tham hồ ạ, gánh. Cái gì? Con hiền bị mẹ chụp trước. Đó. Chăn, chăn quá như này. Chăn, chăn luôn cho đấy. Có đâu. Đây này. Mày nghèo chưa? Chăn đi, chăn đi. Xem nhé. Mang đấy. Ôi, bạn chít căng. Thôi hôm nay là buổi thứ hai lướng chuột anh em nhé. Thôi con phải bãi vặn đi nhỉ. Ây xời à. Đừng nó nhánh. Đừng ngô. Rồi khán giả chào phát lửa nào. Chào. Hello. Rồi ok chào thế đủ rồi. Rồi ok. Đây là con rúi anh em nhé. Bắt đầu mổ con rúi đầu tiên. To như con rúi này. Ăn chắc phải 2 mù ấy nhỉ. Nguyên đưa cái đấy đấy. Con này được 2 mù không? Nguyên gạch để kê. Nước quá. Rúi này người ta gọi là rúi đồng. Đây là ở núi, ở đồng đó. À rúi này rúi núi nhưng mà nó xuống dưới đồng. Nó phang ngô hàng xóm thế này. Quánh luôn. Giờ bắt đầu xuyên vào để nướng anh em nhá. Trên mương bọn tao gọi là kẹp. Trên mương mình gọi là kẹp. Tức là kẹp vào để nướng ấy. Đấy. Đấy, một xô trắng luôn. Bên này nướng rồi. Bên này cho lên 2, 4, 6, 8, 15 con một phát. Cá ơi. Ôi lại được cá rồi các bác ơi. Gì đấy? Đi soi cá cái rồi. Lại có cái này mà. Cá này cá đông đông anh em nhá. Đấy, con này chắc phải hơn cân đấy. Cân 2. Cân 2 cân 3 đấy. Lấy cầu lên luôn. Ui to. Có nơi được phải 4-5 anh em ăn mới hết. Đồng đồng cân cấn anh em nhé. Ở trên miền xuôi mình gọi là cân cấn. Đấy. Đồng đồng cân cấn với kìa. Ôi tổ. Đấy. Giải quyết cái con cá này. Cho cái xấu, mình chỉ bao nhiêu cái đẹp cho cái xấu. Đi anh ơi, mổ nó vứt thẳng xuống đây. Chuột. Mổ thả thẳng ở đây luôn. Bắt đầu quấn ra để nướng. Con này thả cả con mà anh nhỉ. Mổ ra. Ừ, con này nướng thì ngon quá các bác. Để nóng mà nó khô rồi. Tối nay là buổi tối thứ 2 nướng chuột các bác. Cũng vẫn được con rô phi nhôm trước tiếp. Nhưng mà chắc là hôm nay phải được câu, phải được 2 con nữa. Ui 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 ui. Nhảy ghê. Rồi, tiếp tục hai xiên các bác nhá. Hai xiên nướng như nó phê. Ẩm thực về đêm. Đây thằng Kim Nhu, Kim chuột này là chuột chuột này là chuột gì đấy, sự so sánh với này ngon nạc này, nạc ít mỡ ngon nạc ngon, con này là chạy khỏe tiêu hết mỡ này, nó tải có đẹp nó hết tải đây này, một cái có gì thơm quá là chanh mày cá đấy, con cá to hết rồi anh Nguyên lật cái cân hai cân ba tự dưng lại con cám giúp rồi. Vẫn như hôm trước anh em nhá, vẫn chỉ là được câu được đúng một con rô phi thôi. Câu là làm phép. Làm đúng ướt đường Tây Bắc.
chủ thớt như kiểu là đấy rồi, huấn luyện cá sớm rồi. Nên là chỉ dính được đúng một con. Yeah, bây giờ ra ớt Tây Bắc rồi. Oh, sure. Rồi, bây giờ giã ớt đây anh em. Ớt toàn ớt. Ớt là còn phải lướng nữa cơ. Đấy. Rau cải ngon kia con nào đi vặt mới rau cải không nhỉ? Ớt Tây Bắc còn phải lướng nữa cơ. Bước nào. Vặt cái này cho. Nướng này nó đậm vị cay hơn đúng không? Ừ. Nó nổi cái đây vào. Ôi cái này chưa chín à? Hay là nó bớt ngay ngái đi. Chín rồi nhá. Bớt hàng. Đây nổi cái vào. Bớt hàng. Điểm gì lót thì chuẩn bị ngồi. Bớt. Đá bể mấy cành keo này lót được. Nó chưa giả. Nó phải tháng nữa, hàng tháng nữa. Phải luôn. Cái khuôn ngon. Đất đã ẩm. Không như đất vườn mình đâu, đất vườn mình nó sỏi. Chuột là tháng mấy là nhiều nhất anh? Hay là chỉ cứ mưa là ra nhiều? Tháng này mới có mình. Tháng này là ngon nhất, béo nhất. Tháng này là tháng ngậy. Bỏ đi chạy. Nhưng mà cũng không ngậy đúng không? Nạc nhiều. Tùy đường đầu một nó có nào chạy nhiều thì ít mỡ, chạy ít thì nhiều. Bác nhìn nữa, thèm luôn rồi. Vàng au. Bác xoay chuột để còn chảy nước dãi này. Anh ấy anh ra anh lấy ít ấy lau bớt mồm thì không có. Bác nha. Giá ớt xanh. Đẩy vào đi sao lại tranh nhau tung luôn. Mới đầu là nướng ớt cho bớt độ hằng. Rồi cho ra giã. Rồi cho ít bột canh chấm. Chuột đồng thì không cần phải vào lấy muối kia. Anh luôn thẳng dưới đặt dưới mặt ngoài trong. Ngửi đâu không ăn đâu đấy. Đấy à, con này đang dính mật các bác nhá. Hơi đắng. Con này hơi đắng các bác nhá đấy. Đắng quá. Chú tút vào cái cây thôi. Tưởng con cái xong nước nữa các bác kêu đây này. Cây này, cây cả. Đấy. Đấy, tưởng hiện lấy cái để cây cái này. Rửa rau thì kêu cái gì? Cổ mẹ mày tôm đây này. Ngon các bác nhá. Đủ vào trong nhà ấy. Bắt đầu dọn ra để triển khai. Ủa đây tí lại nhặt vào cái giấy này. Treo vào đấy, đông nhau. Lá nào đâu, không có lá. Nó bẩn rồi đấy. Đây là cái đĩa Thái Lan. Đây là cái đĩa Thái Lan các bác nhé. Các bác thấy hiển cái túi bóng ở trên chỗ này, đây này. Đúng rồi. Đấy. Con này vẫn sạch. Cốc này chắc là phải hết tầm 3 can này đêm này. Bên Mường người ta gọi là khú Tây ấy. Đấy, bên Mường người ta gọi là khó Tây. À khú Tây. Chỗ này 2, 4, 6. Chỗ này hôm nay chắc phải tầm 3, 4 lít. Chuột đèn cháy. Hơi thấp anh Năm ạ. Thế này nó ở tầm này sẽ đẹp rồi nhỉ. Nó màu quạch. Thơm. Con này mới thơ, mới là ác chiến. Con này mới thơm rồi. Được chưa? Chuyện ca. Bây giờ hiện tại là 10 giờ đêm. Sớm hơn hôm trước. Hôm nay thì ẩm thực này quá tuyệt vời. Ô cầm một cá này. Cá thơm. Mời các bác vào chiến đấu cùng anh em tôi nhé. Mỗi tội là không có chỗ ngồi. Sàn đấu của anh em tôi hơi ấy. Ra con lá. Ăn chung rồi gì các anh? Chung. Cứ quay cảnh tháo. Tháo. Đẹp nhỉ. Vàng. Nóng. Vàng ươm.
xem là cái mô này. Wow, từ từ thôi. Ui giời, ui giời, ui giời. Thấy ớt đâu? Ngon quá. Rượu. Đây là nước lã không phải là rượu. Này. Mới đâu cải ngon. Lật lật con kia phát. Có cải rượu mà. Rồi lấy gì hả? Ôi trời, trời, trời. Ui trời kém. Mời quá nha. Ừ. Xin chào các bác nhé. Ăn lẩu bếp củi. Thằng to như thằng bé nó ăn được. Đây gọi là